Nhắc đến ma vương, chắc hẳn anh em thường tưởng tượng đến một nhân vật với cặp sừng bẩm sinh mà không cần người phụ nữ nào ban tặng hoặc một cái tên với vẻ ngoài hầm hố to cao đen hồi. Nhưng trong cái thế giới anime, nơi mọi thứ đều được cute hóa từ những vampire loli, hồn ma có tâm hồn to tròn đến động vật phiên bản mỹ nữ, thì ma vương cũng không phải là ngoại lệ. Và đó cũng chính là chủ đề của video ngày hôm nay, một nhân vật không chỉ sở hữu thân hình lem lem mà còn có sức mạnh bá đạo. Không để các anh em chờ đợi nữa, hãy cùng HD Tộc Anime chuyên kênh phân tích anime thì ít mà xạo liên thì nhiều. Đến với ma vương Luminous trong thế giới Tensei Shitara Slam Dattaken nhé. Trước hết chúng ta đến với phần giới thiệu chung tổng quan về Luminous. Hấp huyết quỷ tộc có thể nói là anh em với nhân loại. Hấp huyết quỷ và chân nhân loại được sinh ra từ việc thần tổ phân tích chính mình và tạo ra cả hai chủng tộc. Do đó họ trông tương tự như nhân loại nhưng có những đặc điểm khác biệt như ánh mắt sắc sảo, có móng vuốt và răng nanh nhọn dùng để hút máu. Nó hịch toẹt ra thì đây là ma cà rồng. Giống loài này thông thường sẽ không thể tồn tại nếu không xin tí huyết của con người trong một khoảng thời gian, còn đối với ma cà rồng cao quý đã tiến hóa từ lâu thì không cần thiết phải làm như vậy. Những ma cà rồng cấp thấp hơn hay thậm chí tầng lớp thượng lưu cũng phải chịu ảnh hưởng từ ánh sáng mặt trời hoặc trăng tròn, dù không đáng kể như trường hợp của Roy. Và máu thì cũng giống đồ ăn có tít có tát, nên là muốn ăn ngon thì giống loài này thường lăn vào bếp kiếm những con người đang hạnh phúc, bởi vì càng hạnh phúc thì máu của họ càng lem lem, chỉ cần một lượng nhỏ thôi là đủ phê pha tới nóc. Đại diện tiêu biểu cho loài ma cà rồng là Luminous Valentine, một trong những ma vương lâu đời nhất. Cô là người vị trí thứ 5 của bát tinh ma vương Autogram và là người thống trị thực sự của thần thánh Pháp Hoàng Quốc Lubelius. Cô cũng là người thống trị tất cả các hấp huyết quỷ và cũng là tổ tiên của hấp huyết quỷ tộc. Cô đã sống từ thời xa xưa đến nay, biết rõ cả mặt của các ác ma nguyên thủy. Cô thường lặn vào thế giới của riêng mình mà không mang đến người khác. Thế nhưng mặt nào đó lại quan tâm đến sự hài hòa của thế giới, chẳng hạn như khiển trách việc Rimuru đặt tên cho các ác ma nguyên thủy. Dưới góc nhìn của nhân loại, cô là vị thần duy nhất của Thánh giáo hội phương Tây. Hiện tại trong light novel thì Luminous là một trong những đối tác quan trọng với Rimuru về nhiều mặt như giao lưu văn hóa, công nghệ hoặc là giúp đỡ nhau trong việc ngắm gái. Rimuru giúp Luminous ngắm gái bằng việc để Luminous và Hinata cùng tắm ở suối nước nóng. Luminous giúp Rimuru ngắm gái bằng việc cho Hinata mặc những trang phục có thể gọi là tuyệt đỉnh để phô ra những nét đẹp của Hinata. Hiện nay, Luminous cũng là một trong những người có sức mạnh lớn nhất thế giới. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu quá khứ của Luminous từ khi cô sinh ra cho đến khi Rimuru sinh ra, thời điểm câu chuyện bắt đầu, bao gồm một phần timeline của Chloe. Luminous được tạo ra bởi thần tổ, một vị thần do Vedanava tạo ra và cũng là người đã tạo nên sự đa dạng chủng tộc. Đối với thần tổ, Luminous là đứa con thứ hai và cũng là kiệt tác của hắn. Thế nhưng, Luminous đã cho hắn bay màu bằng linh tử băng hoại. Chắc ăn ở thế nào nên mới bị con gái quý giá của mình đối xử như thế. Ren rất vui vì điều này đây. Sau đó, Luminous đã tập hợp được hết tất cả các hấp huyết quỷ tộc lại dưới trướng mình và sống trong cung dạ tưởng vi Night Rose. Luminous cũng đã trở thành ma vương trong khoảng thời gian sau trận đại chiến giữa Ghi và Milim. Khi du hành về quá khứ khoảng 2.000 năm trước, Hinata và Chloe, lúc này cả hai đang trong thân xác của Chloe trưởng thành, đã cảnh báo với Luminous về lần ghé thăm và vui đùa của Vedora. Ban đầu, Luminous đã nghi ngờ Chloe và cho phép cô ở lại. Sau đó, Vedora ghé thăm và vui đùa đúng như Chloe nói. Dù cung dạ tường vi Night Rose mà cô nàng ma vương rất tự hào đã bị phá hủy, nhưng nhờ Chloe không quá nhiều người dân bị thương. Do mọi thứ đều đúng như Chloe nói nên Luminous dường như đã tin tưởng cô, từ đó cả hai trở thành bạn tốt. Sau đó Chloe đã tiết lộ những điều mình biết về tương lai, về Rimuru, về cái chết của Hinata. Sau khi cung dạ tường vi Night Rose bị Vedora phá hủy, Luminous đã lập ra thần thánh Pháp Hoàng Quốc Lubelius. Sau trận đại chiến thiên ma, nữ vương ma cà rồng đã tận dụng sự hỗn loạn để thiết lập ra một thánh giáo và lấy bản thân làm nữ thần cho thánh giáo. Nhờ vào sức mạnh của mình và những thuộc hạ, Luminous đã thu hút thành công được những con chiên ngoan đạo, Louis trở thành giáo hoàng và Roy thành ma vương đóng thế. Tuy nhiên, việc lợi dụng đức tin duy trì quốc gia thì lại do các thuộc hạ thực hiện, còn bản thân Luminous thì ẩn mình trong áo viện. Nhìn trông chuyên nghiệp vậy thôi, chứ thực chất do bà lười và đối với bà thì chính trị thực sự rắc rối và khó chịu nên đùn hết cho đám thuộc hạ. Trong suốt thời gian này đến hiện tại, cô đã bảo vệ nhân loại ở phương Tây. Nhờ những cảnh báo của Chloe về tương lai như động đất, dịch bệnh mà Luminous đã thành công trong việc đưa ra những biện pháp đối phó để bảo vệ nhân loại. Trong khoảng thời gian ở với Chloe, cô nàng ma vương nhận ra rằng Chloe cố tình không ngăn chặn các thảm họa xảy ra để có thể dẫn đến tương lai mà cô ấy biết. Sau hơn ngàn năm, Luminous cũng hiểu được tính tình của Chloe và Hinata. Hơn nữa, cô ấy còn giúp vampire xinh đẹp này thành công trong việc đánh bại Vedora đáng ghét, khiến nỗi ất hận trong lòng được giải tỏa. Khoảng thời gian này thật sự rất hạnh phúc với Luminous, nhưng đời không như là mơ khi Chloe tiết lộ rằng cô ấy sắp biến mất và thay đổi vị trí với Hinata. Trước giờ thì chủ yếu là Chloe điều khiển cơ thể, còn khi Chloe biến mất thì Hinata sẽ điều khiển cơ thể. Khoảng vài chục năm trước, một khoảng thời gian Hinata sắp được triệu hồi, Luminous đã phong ấn dũng giả Hinata trong thánh quỹ. Trong khoảng thời gian này, Luminous thường âu yếm chiêm ngưỡng người thiếu nữ xinh đẹp ngủ trong chiếc thánh quỹ bí mật và cứ như thể sống để làm điều đó. Đúng là chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau và cả anh em chúng ta nữa. Luminous được biết đến như là một bóng hồng trong dàn ma vương, do đó tôi sẽ miêu tả về ngoại hình của Luminous để anh em thấy rõ được vẻ đẹp này.
Luminous là một ma vương xinh đẹp với đôi mắt hai màu heterochromia lấp lánh trong màu đỏ thẫm của máu và màu xanh của bầu trời, mái tóc màu bạch kim tỏa sáng, cặp răng nanh trắng tinh mà không cần xài kem đánh răng đặc trưng cho hấp huyết quỷ tộc xuất hiện khi đôi môi của cô hé mở. Luminous thường xuất hiện trong trang phục Gothic, nhưng đôi khi cô ấy cũng xuất hiện dưới trang phục hầu gái. Bên cạnh đó, nội tâm của Luminous cũng thật là phong phú, còn phong phú thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nha. Vì lớn lên trong sự cao quý nên Luminous có phẩm cách rất tốt và rộng lượng ngoài sức tưởng tượng. Nhưng nếu nhắc đến Verdora, kẻ đã phá hoại cung dạ tường vi Night Rose, kinh đô mà cô rất tâm đắc 2.000 năm về trước, thì đến tận bây giờ cô vẫn phẫn nộ đến thâm căn. Luminous sống rất chill bởi nàng Vampire rất thích ăn uống và vui chơi giải trí. Cô cũng thích những nghệ sĩ tài giỏi và đầu bếp tài năng. Thậm chí cô ấy còn yêu cầu một buổi hòa nhạc sau khi thấy được buổi hòa nhạc ở Tempest do Shuna và Sion biểu diễn. Luminous cho rằng những sở thích cá nhân như vậy nên được nâng niu. Và khi Sion bày tỏ nguyện vọng muốn nấu ăn, Luminous sẵn sàng chuẩn bị phòng bếp để cô nấu ăn, thậm chí còn định rủ Hinata đến ăn cùng vì cho rằng Sion chơi đàn giỏi thì cũng nấu ăn ngon. Press F cho Luminous. Luminous cũng rất thích phụ nữ đẹp, nằm trên hay dưới đều được hết, đặc biệt là Hinata và Chloe. Luminous đôi khi chuẩn bị những quần áo có phần sexy để Hinata mặc và chiêm ngưỡng. Khi ở trong phòng tắm suối nước nóng với nàng thánh kỵ sĩ, mà vương mê gái thậm chí còn sử dụng cảm nhận ma lực để quan sát từng đường nét trên cơ thể Hinata. Thậm chí sau đó Luminous còn nảy ra ý tưởng tắm chung với Chloe và Hinata trong một căn phòng đặt nhiều gương. Là một ma vương, chắc chắn các mối quan hệ của Luminous không hề tầm thường. Cụ thể nó như thế nào thì chúng ta lại cùng tìm hiểu. Trước hết tôi sẽ nói về tam công, những thuộc hạ thân cận của Luminous. Đầu tiên đó là Roy Valentine, thuộc hạ trung thành đã giả là ma vương aka Oisin cấp cao của nàng Vampire. Anh ta đã hoạt động như một chiến binh trong bóng tối của Luminous từ 1.500 năm trước. Roy đe dọa Lubelius với tư cách là một ma vương để hoạt động song hành với người anh em sinh đôi của mình, Louis Valentine. Louis đóng vai trò là giáo hoàng, thủ lĩnh tối cao của Lubelius. Giống như em trai của mình, anh ấy có một lòng trung thành mạnh mẽ với Luminous. Vậy nên mỗi khi cần, Louis cũng sẽ luôn khuyên nhủ Luminous mà không do dự. Tuy nhiên, bro này lại khó triển khai kế hoạch cho sếp mình về độ phức tạp ảo ma Lazada mà Luminous giao cho. Cả hai người trước đây là một hấp huyết quỷ hung bạo nhưng đã bị ma vương mê gái đánh bại. Do tính cách của hắn nên Luminous đã chia hắn ra làm hai người là Roy và Louis. Tiếp theo là Gunther, một quản gia già, người hỗ trợ Luminous như cặp song sinh kia. Mặc dù chạy vặt chuyện linh tinh của Luminous là việc chính của ông, nhưng ông cũng phụ trách kiểu như bảo vệ và làm việc vách ngăn của lâu đài. Và thời xa xưa, Gunther cũng là một vị vua của một lực lượng lớn. Sự thịnh vượng của vương quốc do Luminous cai trị hầu hết là do Gunther gánh hết, tuy khá nuông chiều nàng ma vương, nhưng trong một vài trường hợp ông sẽ thuyết giáo Luminous. Luminous cũng có hai người mà cô đặc biệt yêu, đó là Hinata và Chloe. Đối với Hinata Sakaguchi, Luminous coi Hinata là cánh tay phải và thích Hinata theo hướng lãng mạn. Đối với Chloe Obel, cả hai là bạn thân nhưng Luminous cũng thích Chloe theo hướng lãng mạn. Với nhân vật chính Rimuru Tempest, cả hai có mối quan hệ tương trợ lẫn nhau trong nhiều việc như giao lưu công nghệ, văn hóa. Đôi khi Luminous cũng giúp Rimuru những chuyện như làm sao để có cảm giác say rượu, cách để Adalaman có thể sử dụng ma pháp thần thánh. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với những người mà Luminous coi là kẻ thù. Nói đến kẻ thù số 1 của Luminous thì chắc chắn đó là Verdora Tempest. Luminous ghét cay ghét đắng tên bạo phong long này vì đã quậy phá kinh đô của mình. Nhưng sau khi Verdora về dưới tay Rimuru, Luminous cũng bớt có ác ý với con rồng này hơn dù vẫn ghét cay ghét đắng. Đối với Grand Bell Rosso, con boss sắp tới đã xuất hiện trong manga, mối quan hệ của cả hai thực sự phức tạp như giữa tôi và Crush vậy. Mặc dù đã làm việc dưới trướng Luminous trong một thời gian dài, nhưng với tư cách là một dũng giả, ông luôn cảm thấy rằng việc đánh bại các ma vương và bảo vệ nhân loại là định mệnh của mình. Luminous và Grand Bell có mối nhân quả dũng giả và ma vương với nhau. Về sức mạnh của Luminous, nó đã được Fields đánh giá là đứng top trên thế giới, còn top của bao nhiêu thì tôi xin chịu. Do sức mạnh thực sự của Luminous còn là một ẩn số, nên tôi chỉ có thể tổng hợp như sau. Cô là một sự tồn tại gọi là siêu khắc giả. Sự tồn tại này đã khắc phục điểm yếu của hấp huyết quỷ tộc là ánh sáng mặt trời, và trong các thuộc hạ của Luminous cũng có nhiều siêu khắc giả. Status, EP, khoảng 2 triệu đến 5 triệu 500 nghìn do Volume 12 có đề cập rằng nếu Yuki, một kẻ có EP hơn 2 triệu chuyển hóa tất cả năng lượng thành ma tố, nó có thể sánh ngang với Leon và Luminous. Volume 14 có nói rằng ma tố của Benimaru sau khi trở thành quỷ thần gấp nhiều lần Carrion nhưng vẫn thấp hơn Luminous. Volume 16 có nói rằng nếu tính thêm vũ khí hồng liên của mình thì Benimaru mới có EP cao hơn Luminous. Skill, kỹ năng đặc biệt, cảm nhận ma lực. Bằng cách quan sát cách những bước sóng như sóng ánh sáng hay sóng âm thanh làm nhiễu động ma tố xung quanh, Luminous dùng thông tin đó để tính toán và quan sát thế giới xung quanh. Luminous đã sử dụng kỹ năng này để quan sát từng đường nét cơ thể Hinata. Kỹ năng độc nhất, sắc dục giả. Khả năng này cho phép cô hồi sinh hoặc gây đột tử cho mục tiêu, ví dụ hồi sinh Roy và Louis hay tiêu diệt thất diệu lão sư. Kỹ năng tối thượng, sắc dục chi vương Asmodeus là bản VIP Pro của sắc dục giả. Kỹ năng này có mối quan hệ nhân quả với kỹ năng thuần khiết chi vương của Leon, theo suy đoán của Ghi, và sức mạnh cũng tương tự với hy vọng chi vương, cho phép người sử dụng quản lý vòng luân hồi, sự sống và cái chết. Về ma pháp, Luminous là một trong những người sử dụng ma pháp thần thánh mạnh nhất, tuy vậy vẫn chưa thể hiện nhiều.
vũ khí của cô là Dạ Tường Vi Cung, cấp bậc thần thoại, các khả năng của thanh kiếm này là một ẩn số. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn và video nào cũng sẽ đến lúc dừng vì thời lượng có hạn. Nhưng các anh em yên tâm bởi cuộc vui hai đế tộc mang lại thì còn rất nhiều nữa. Nên bọn tôi xin phép được tạm cất bé Luminous Part 1 vào một góc và sẽ update thêm những phần tiếp hoặc nhiều thứ hay ho nữa ở các video sau cho anh em. Vì vậy đừng quên ấn nhẹ vào nút like, subscribe để theo dõi những nội dung hấp dẫn hề hước tiếp theo mà hai đế tộc đem đến nhé. Còn bây giờ thì chào Tân Hái và quyết thắng. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với hai đế tộc anime. Tình hình là rất tình hình và vô cùng khẩn cấp, anh em chú ý lắng nghe nhé. Hiện nay để chuẩn bị cho một năm 2022 để thành công và rực rỡ, hạt đế tộc Team tiếp tục tuyển thêm thành viên có kiến thức về các bộ Arifureta và sự trỗi dậy của anh hùng Khiên. Anh em nào có thời gian và nhã hứng thì mạnh dạn inbox fanpage hoặc Facebook cá nhân tôi để dưới phần mô tả hoặc liên hệ qua email rikasan47@gmail.com để ứng tuyển nha. Cảm ơn anh em đã lắng nghe và rất mong nhận được thật nhiều nhân tài để tiếp tục sản xuất những video chất lượng phục vụ cho anh em.